Xin chào tất cả các anh em, hôm nay đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình là ngày cuối tuần, mình chỉ làm một video đi câu cá trên biển, thử thách ở dã ngoại. Mình sẽ review cho tất cả các anh em cùng xem nhé. Cá ở đây rất là nhiều các bạn. Không, các bạn ở đây là mình chuẩn bị đi ra ở nhà các bạn. Mình ra cái bè bên kia mình để mình coi coi cá này. Đó. Bây giờ mình đã đến chỗ câu rồi nha các bạn. Mình bắt đầu câu đây các bạn. Đây là chiến lợi phẩm sau một ngày, sau một buổi câu nha các bạn. Rất là nhiều con ba ký và nhum đâu nhum luôn, nhum rất là bự. Các bạn xem kênh của mình nhớ like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ giúp mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Bây giờ bắt đầu mình quay trở lại, mình đi câu cá thôi. Mình sẽ review cho các bạn xem này. Đây là cái anh lái xuồng cano các bạn. Cái mình thê cái xuồng và cái phao nổi, hai bên là hai cái xuồng và bên kia là một cái phao, cái bè để mình ngồi lên, bè đó để mình câu. Cái này là anh bạn mình đã câu để dính được cá rồi các bạn, cá lên kìa. Cá quá nhiều luôn các bạn ơi. Đây mình quay cho các bạn này. Đó, cá mình bắt mình bỏ vô trong cái thùng, trong cái ô đó rồi các bạn. Chút nữa thì mình sẽ quay cho các bạn xem cá nó câu lên. Rất là nhiều nha. Đây. Trời bữa nay rất là nắng mà biển lúc sáng đi là nó ít động, mà vậy ra nó gió, có gió biển nó động, cá nó ít càng hơn. Biển Phú Quốc luôn luôn đẹp các bạn. Mình mong bạn bạn nào đi Phú Quốc du lịch thì nhớ trải nghiệm ấy, thử câu cá trên biển như thế nào các bạn. Anh bạn mình đang cuốn câu các bạn. Đó, đang kéo câu. Quay cho các bạn xem, đó anh đang kéo câu lên, cá quá trời, cá còn nhảy luôn, tươi sống rồi, cá này lên bắt lên nướng luôn nha các bạn. Cho mình câu tầm một tiếng rồi mình nướng luôn. Đó. Còn anh kia giờ anh đi lặn bắt nhum, nhum nữa các bạn, nhum là còn gọi là nhím biển á. Mồi ở đây bén cực kỳ các bạn, mình coi mình mà bạch tuộc, cái anh kia nó mới câu được dính con bạch tuộc, nên cái con bạch tuộc là mình làm mồi câu cá, cái này an tạp nên nó dễ dính lắm, quá trời luôn. Thả xuống là dính này. Gần trưa, đoạn gần trưa cá rất là nhiều. Đó, đây là chiến lợi phẩm, một gô cá và cá dưới xuồng nữa các bạn, số nhôm luôn, một tùng nhôm á. Rồi mình để mình thu cá lại để mình đi về thôi. Thôi mình đã về tới điểm tập kết rồi các bạn. Đây là cái xe lái về, chúng mình chuẩn bị nước mồi, mình chấm muối ớt cho mà coi. Mình chuẩn bị một ít mồi, một con bôn, mình mua thêm một con mực nữa các bạn. Giờ mình chuẩn bị cái lò lửa. Rồi mình đang thổi lửa nè các bạn. Lò lửa đang cháy lên này. Trung bình mình chuẩn bị nướng mồi, nướng. Mình nướng đó, cá mới rửa xong rồi các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu nướng các bạn. Mời các bạn cùng thưởng thức bữa trưa với mình nha các bạn.